Nay là ngày thứ hai Giang thu hoạch thẻ SGC 39 để Giang xuống Giang dở lú cho bà con xem ha. Giang cũng xin chia sẻ cái phương pháp mà nuôi quảng canh, nuôi thẻ mùa nước ngọt, về cái con giống và cải tạo ao. Thứ nhất là Giang chia sẻ về con giống SGC 39 nha. Là thẻ SGC 39 á, khác những cái thẻ thường là nó lớn đều hơn và cái tỷ lệ mà đặt đầu con nó cao hơn. Cái tỷ lệ lớn của nó nhanh và đều con so với cái giống thẻ thường mà Giang lúc trước Giang thả là lớn không đều. Thay vì lúc trước miếng vuông này Giang 20 công thì Giang thả 200.000 con thẻ, nhưng mà Giang thử thả giống SGC 39 thả 90.000 thì Giang thấy tỷ lệ đạt đầu con của nó khoảng trên 90%. Vừa qua Giang mới bắt được khoảng 490 kg, sai 100 con kg. Thì cái quy trình đơn giản thôi, là thứ nhất là Giang lấy nước ở cấp ở ngoài vô, và sau khi diệt phèn, kiểm tra phèn, yếu tố pH, yếu tố kiềm, yếu tố khí độc NH3, HES, rồi xong rồi Giang gây men. Cái đáy ao thì Giang sử dụng cái dòng men gồm enzyme là tẩy cái nhớt đáy nè, nhớt đáy ao là đánh chắc 6 giờ chiều. Còn sau một ngày thì Giang sử dụng cái ủ men SGC đã ủ xong rồi đánh xuống gây men, thì sau 3 ngày Giang mới thả về thẻ xuống. Thì thả xong thì qua 1 tháng 10 ngày Giang kiểm tra lại cái lượng mồi của trong cái vuông mình là nó bị cạn kiệt rồi. Lý do là cua nó đạt, Giang mới vừa bắt xong 100 kg cua, cũng còn nhiều lắm. Rồi thả bên cạnh đó thì cũng có thả thêm cái giống giao thêm 10.000 con sú gia quá nữa, cũng đạt luôn. Rồi nên là mồi nó cạn kiệt rồi. Là cái ủ men thì định kỳ cái mùa nước ngọt này thì Giang gây thường xuyên hơn lúc trước, tức là 7 ngày Giang đánh xuống 1 lần để tạo mồi. Rồi sau 1 tháng 10 ngày tôi thẻ đó, cái thấy tình trạng mồi kém quá, Giang mới mua 5 bao thức ăn về. Trong vòng 10 ngày thì Giang bắt được 200 con kg. Giang thấy tỉa bớt, tại sợ như thức ăn mình cho ăn rồi sợ cái mùa nước ngọt này nó không có đủ, rồi sợ nó bị thiếu mồi, rồi vợ gia thiết nên bắt luôn, cho nên là bắt tỉa bớt để lấy cái vốn lại. Mô hình này là mô hình nuôi tôm bền vững, tức là nuôi tôm là kiểm tra yếu tố môi trường thường xuyên và biết được con tôm mình đang gặp những cái vấn đề gì, mình khắc phục nhanh để cho con tôm mình nó lớn bình thường, nó không có bị chậm phát triển. Đặc biệt là cái mùa nước ngọt này thì rất là khó khăn nhiều yếu tố, mưa gió, rồi không đứng gió, không có oxy, rồi tuột kèm đó, vân vân. Cho nên là phải kiểm tra khí độc thái ao thường xuyên hơn, và gây mồi thường xuyên. Và bên cạnh đó, nếu mà mồi mình gây mà không đủ thì mình có thể dậm thêm những cái như mình có thể mình ngâm lúa với khoáng nè, mình ngâm mình hãy thưa thưa thôi, từng mình thấy một lần thưa thưa để cho dậm mồi thêm cho con tôm mình nó ăn. Đặc biệt là cái mùa nước ngọt này
là cực kỳ là thiếu thiếu mồi, cho nên tôm á, mùa nước ngọt nó có thể nó chậm lớn hơn tôm mùa nước mặn, là lý do nó nằm đó, các yếu tố về môi trường. Giang cũng xin chia sẻ để cho bà con biết cái cách để bà con nắm. Rồi cái khu vực huyện Thới Bình, U Minh này, Giang cũng có đi hỗ trợ chỗ công ty là hỗ trợ ao cho bà con nào mà để bà con nào có cái tinh thần học hỏi và tinh thần nuôi tôm theo hình thức bền vững, thì Giang cũng có đi xuống ao. Nếu bà con cần cứ liên hệ với Giang qua số điện thoại, thì Giang cũng kiểm tra ao cho mình miễn phí luôn và nhiệt tình cho mình để cho mình nuôi tôm, kiểm tra mình cho mình yên tâm vấn đề về yếu tố môi trường để mình nuôi tôm theo hình thức bền vững. Thì cái dòng thẻ thì Giang cũng có cung cấp cái dòng thẻ này để cho bà con thả. Đó, thì thả thì không nhất thiết là mình như trước đây giờ mình thả nhiều đại trà để cho nó đạt, nhưng mà mình không có thấy nhiều kết quả, nó không mong đợi. Thì thay vì vậy mình thả ít lại chút chắc ăn hơn, mình thả những dòng giống mà giá quá đó để cho dòng mà người ta đã kiểm nghiệm rồi, kiểm nghiệm chắc ăn về cái yếu tố gì để yếu tố bệnh rồi này kia, rồi cũng cho mau lớn điều con thì mình cũng chắc ăn hơn nữa đó. Thì Giang cũng xin kính chúc bà con có một vụ mùa bội thu và đạt kết quả tốt. Chúc bà con dồi dào sức khỏe. Xin chào bà con.